Hello, chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của em nha. Thì hôm nay là em phun lấy tay đầu mọi người. Cái cử này em rút điện bữa 19 âm lịch. Ra đường trụ 20 giây á mọi người. Nhưng mà mưa em không xịt được thuốc cử nấm và cử canxi cho nó. Hôm bữa em có live trực tiếp, em có nói với mọi người á. Thì của em nó bị rụng. Còn lại trụ chắc được 10, 11 trái. Bữa trước là trụ 25 trái, nay còn trụ 11 trái. Và có bà con hỏi em là xịt cái tay đầu xịt làm sao cho nó chuẩn. Thì em vẫn luôn khuyến cáo mọi người là nên xịt bằng cái bét của cò. Thì đây bét của cò đây. Thứ nhất á, cái bét của cò của em xịt nó rộng. Mình phủ hết trên này xuống nè. Đây mọi người thấy không? Đó là mình sẽ phủ bên này hoặc là phủ bên này. Đó, mình phủ vậy. Hoặc xoắn cái tay mình qua một bên, mình xoay từ bên trái qua bên phải. Như thế này mình xoay qua bên này là tay đầu nó sẽ đẹp. Còn với nhiều anh chị em á, là xịt bằng cái bét xương á mọi người. Xịt cái bét xương thì nó không có tay. Bét xương mà ra nhiều á, nhiều nước á thì có tay, còn bét xương mà ra ít á thì nó không có tay. Thì tại sao em khuyến cáo mọi người là sử dụng bét của cò? Tại vì bét của cò chúng ta mà xịt bằng cái bét ít thuốc hoặc chúng ta làm biến chúng đâu xoay tròn nó thì chúng ta phủ ở bên ngoài thì thuốc nó mạnh, nó cũng văng được, nó cũng văng được qua bên kia thì nó có tay độc. Với nhiều anh chị em thì mình làm biến mình phun hết á, mình phun có một bên nên mình hay khuyến cáo mọi người là xịt bằng bét của cò như thế này. Tại vì quay một cái là nó hết cái búp. Mình thì mình xịt hao thuốc lắm, không có như mọi người. Thì một bình thuốc của mình á, đối với một bình thuốc của mọi người xịt một bình thuốc có khi 6 thiên 7 thiên, nhưng mà một bình thuốc của mình xịt là chưa tới 4 thiên là hết bình thuốc. Tại vì mình không có thích xịt mà xương xương rớt ít nước chảy xuống. Tính mình là mình xịt cho nó ướt luôn mọi người à. Như vậy mình cái thuốc mình á, mình pha nó đi ra đều cái búp và nó giữ nắm được hết cái búp. Còn mình xịt của con bên á là nắm. Tình trạng mà bị nắm ăn tay hiện nay là mình thấy khá nhiều, nghe khá nhiều bà con nói tình trạng bị nắm ăn tay do những bà con mà rút điện từ 15 cho tới 19 nè, là bị mưa vừa rồi đó mọi người. Mưa đêm, mưa ngày, mưa đêm 2-3 cây á, mưa nắng này nè là bị tình trạng nắm ăn tay khá nhiều. Thì khá ăn tay, nắm ăn tay thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người cách xử lý nó rồi. Thì mọi người có thể tìm vào kênh tên video của mình á, và mọi người có thể xem được cái video trị cách trị nắm ăn tay á mọi người. Còn cái phun lấy tay đầu này á là chúng ta phải phun ướt. Ướt là ướt từ trên này nè, phủ hết xuống đây. Tại vì cái này là chúng ta kéo vào đầu tay và chúng ta phải phun ướt ở dưới cái cuốn, tại vì nó giữ được cái hàng cổ. Chứ không chúng ta mà xịt ở trên á, xịt ở trên đầu không á mà không xịt ở dưới đây nè, là thuốc này không có, là chỗ này là nó không có giữ được hàng cổ, nó không cứng, nó sẽ đơ. Chỗ này nó đơ nhưng mà chỗ này nó sẽ gục sớm, nó không có cổ nó sẽ gục lật ra, là nó sẽ có tay đầu nhưng mà nó không có mỏ, là tình trạng mà chúng ta phủ ở trên cái bông này nè, là chúng ta không phủ ướt hết. Đó, nếu chúng ta phủ ướt hết từ trên này qua này hết đều búp thì nó vừa có mỏ mà vừa có tay. Còn chúng ta mà phủ ở trên này không phủ ở đây thì nó cái cổ này nó không có thuốc, nó sẽ gục xuống, tay đầu sẽ có nhưng mà mỏ thì không có, tay lồng sẽ quá à. Nên mình hay khuyến cáo mọi người là phủ hết búp là vậy đó, cách xịt là phủ hết búp. Còn người nào có công hơn nữa thì hôm nay xịt bông nào nở bông nào xịt bông đó, nở bông nào xịt bông đó. Cái đó là người ta xuyên. Còn với mình thì mình để ngày nở rộ mình xịt một lần và mình xịt ướt á nên nó đảm bảo hơn. Mình xịt như vậy nó đều, trái nào nó cũng có tay. Chứ còn mình xịt không đều là tay có một bên, còn bên không có tay. Mọi người cứ xịt làm sao mà trên có mà ngang cổ nó cũng có thuốc luôn là đảm bảo là tay đầu đẹp. Chứ còn mà trên có mà dưới cổ nó không có là tay có mà không có. Vậy nha mọi người, chúc mọi người thành công nha.
Đây cái sự xịt là nó như vậy, xịt từ bên trái qua bên phải đó. Chứ mà nếu chúng ta mà xè có một chỗ không là nó không ướt đều, chúng ta xịt từ bên trái qua bên phải nó sẽ kéo từ cái mỏ ra. Cái lồng của chúng ta có hình con ốc á, nó đẹp lắm mọi người. À, chúng ta đi là đều chút ít. Những cái búp mà cái này là nó trở qua hôm sau nè, ngày thứ ba nè. Thì đối với nhiều người, người ta để ngày thứ ba ta xịt, còn mình thì mình xịt luôn và mình xịt ướt hơn thì nó cũng có tay đầu. Rồi vậy nha mọi người, chào mọi người nha, hẹn mọi người lại một ngày gần nhất nha.